Hello, xin chào tất cả mọi người, tôi quay trở lại nè. Thì hôm nay là tôi sẽ làm clip nâng IO. Nâng IO lên 6 sao nha. IO là đây. IO của chúng ta. Cô giáo Thảo của chúng ta chứ, quên. Ai kệ cô giáo Thảo. Đây. Đây, đó. IO nâng cô giáo Thảo lên 6 sao ha. Thì còn thiếu 9 mảnh thì vô quét thôi mọi người. Tôi nghĩ chắc cũng đủ á. Hay lát nữa ấy. Đủ không? Thiếu 6 mảnh hả? 6 mảnh thì 6 mảnh để tôi coi, 20 x 6 = 120. Ok. Thì tôi bảo tôi quay gắt cha đại đi. Mời nó luôn. Cũng ba sao kìa. Mày chắc lại đúc nữa, không ra crystal. Tao kiểu cuộc đời gắt cha này kiểu ca tôi biết ngay mà. Để coi bao nhiêu 99 rồi. Ok, thêm một lần nữa rồi lên được rồi nè. Đời gắt cha mà đòi hỏi gì. Thò đủ 120 chưa ta? 118, ok. 118 thì xài mấy cái này nữa là ok rồi. Và một lần 119, 120. Rồi. Bây giờ vào vào cửa hàng đổi thôi. 6 mảnh. Đấy, 50. Lắp vô làm nhiệm vụ thôi. Nặng cô giáo Thảo nó 6 sao. Ok nha. Rồi, tôi biết rồi, để tôi lắp hai cái này cho cô giáo Thảo chúng ta kiểu câu câu một tí. Câu một tí. Rồi. Quất nè. Để chống lại lên có Yukari. Đồ hình vẫn như cũ á mọi người. Chỗ này cần có muối mì nữa mà không cần đâu. Chứ thử đồ hình này trước đi, tôi nghĩ là qua được á, cũng mới nổi quá khó thôi. Shit, hồi ấy quá. Ồ, bên kia hồi hơi nhanh nha. Mình chơi lại trò này nhá. Mình nhét Yukari hình như hơi bị thùi rồi đó. Nhét Yukari hình như hơi bị thừa. Yukari không kịp nổ luôn, bị Aon kia nổ miết à. Rồi, mất tiền quân là gãy nha.
mất tiền quân gãy nha. Trò đó ăn quen nữa không? Giờ có Yukari rồi thì không có chơi trò đó được nữa đâu ha. Yukari hồi nộ hơi chậm tí thôi chứ. Ha ha, hấp diêm tập thể. Sao mà sống được? Cố gắng câu giờ thôi. Mày cô kết thúc nào. Hay quá, pha xử lý quá đẹp, quá đỉnh. Nàng sáu sao nào. Nhìn kiểu sexy nha. Đẹp. Cái kiếm đẹp hơn nè mọi người. Ok, giờ chúng ta sẽ nghe giọng của Io nè. Ủa, đau lót gì vậy? À, đau lót giọng. Ok. Dạy em đi cô ơi. Đi tình yêu sẽ cần tất cả hả? Nại sâu chứ, nại sâu nghĩa là bí mật nha mọi người. Ôi, tầm này, liêm sĩ tầm này, bức. Ok. Hôm nay coi như bộ là xong hết rồi á. Hôm nay tôi làm clip tới vậy thôi nha. Bye bye mọi người.